Trận Đắc Sen ở Kon Tum, tác giả Van Phan. Khi nói đến những chiến công cùng những đóng góp to lớn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào nỗ lực duy trì sự tồn tại của chế độ tự do, dân chủ tại miền Nam Việt Nam và luôn cả dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, người ta vẫn hay quên đi hoặc ít khi nhắc tới công lao của các lực lượng địa phương quân và nghĩa quân. Tuy nhiên, chính họ là lực lượng đã được giao phó trách nhiệm phòng thủ an ninh diện địa mà trên lý thuyết cũng như trên thực tế là đối tượng phải hứng chịu phần lớn gánh nặng của cuộc chiến. Điều này có nghĩa là địa phương quân và nghĩa quân luôn phải hy sinh nhiều hơn và vì được trang bị yếu kém hơn đã phải chịu tổn thất nhiều hơn so với các quân binh chủng khác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rồi khi toàn thể quân đội đó bị báo chí truyền thông phản chiến Mỹ và các sử gia thiên tả đánh giá thấp một cách oan uổng giữa lúc họ đang trên đà chiến thắng quân Cộng sản sau khi kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh được khởi sự hồi cuối thập niên 1960, các lực lượng địa phương quân và nghĩa quân dĩ nhiên càng dễ bị coi là những chiếc bóng mờ trên các chiến trường gai lửa và ác liệt hồi năm 1972, cỡ Quảng Trị, An Lộc, Kon Tum và cả Huế trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968 của Cộng sản Bắc Việt. Nhưng những hy sinh xương máu cùng những chiến công gần như hàng ngày của địa phương quân và nghĩa quân trong thập niên sâu của nền Cộng Hòa lúc chiến tranh đạt lên cao điểm tại miền Nam Việt Nam đã là những sự thật không thể nào chối bỏ trong quân sử Việt Nam Cộng Hòa. Trong số hàng trăm trận đánh khốc liệt với Cộng quân mà các lực lượng an ninh diện địa này từng tham dự từ Quảng Trị cho tới Cà Mau, phải kể đến các trận đánh hào hùng tại căn cứ Đắc Sen ở Kon Tum hồi năm 1971 và Võ Đắc ở Bình Tuy hồi năm 1974 và đầu năm 1975. Diễn tiến cũng như kết quả của các trận đánh nói trên đã được chính những chiến binh tham dự ghi lại qua các hồi ký được viết ra sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Đó là bài viết nhan đề Vĩnh biệt Đắc Sen của Trường Sơn Lê Xuân Nhị trên trang mạng và bài phỏng vấn cụ đại úy Lê Phi Ô trên Nhật báo Người Việt hồi tháng 2 năm 2020. Trận Đắc Sen. Đắc Sen là một ngọn đồi chiến lược nằm sát biên giới Lào của tỉnh Kon Tum, bao gồm căn cứ A-245 trước năm 1970 do lực lượng đặc biệt Mỹ trấn đóng và sau đó được chuyển giao cho tiểu đoàn 95 biệt động quân biên phòng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng các tiền đồn lân cận do các địa phương quân Kon Tum chịu trách nhiệm phòng thủ. Căn cứ này là chốt trận huyết mạch quan sát mọi cuộc chuyển quân và súng ống, đạn dược cũng như đồ tiếp liệu từ miền Bắc xâm nhập vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược của Cộng sản. Nhằm nhổ đi cái gai nhọn trước mắt này, các đơn vị chính quy cấp trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Tiền phương Chiến dịch Đắc Sen của Cộng sản Bắc Việt phối hợp với quân du kích địa phương đã thực hiện cuộc tấn công vào Đắc Sen trong những ngày đầu tháng 4 năm 1970, chủ yếu nhắm vào căn cứ A-245 và một tiền đồn do các chiến sĩ địa phương quân phòng thủ ở gần đó. Trận đánh không cân sức này giữa bộ đội Cộng sản và các chiến sĩ địa phương quân trong tiền đồn nói trên do hoàn cảnh chiến sự đưa đẩy đã được Trường Sơn Lê Xuân Nhị, một phi công quan sát và không yểm của không quân Việt Nam Cộng Hòa và cũng là tác giả bài viết, nghe được qua các liên lạc vô tuyến và đích thân chứng kiến từ trên không lúc cuộc vây hãm và tấn công của địch vào đồn đã tiến vào những giờ phút quyết định. Khi các lực lượng tấn công sắp sửa tràn ngập đồn, vị trưởng đồn đã yêu cầu các phản lực cơ F-4 Phantom của không quân Mỹ hãy đánh bom thẳng vào đồn thay vì chỉ thả bom yểm trợ bên ngoài vòng rào để họ và các chiến sĩ địa phương quân đang tử thủ cùng chết với lực lượng Cộng sản có quân số đông gấp bội phần. Sau khi phải bất đắc dĩ thi hành nhiệm vụ, các phi công Mỹ cũng ngậm ngùi đồng ý với các phi công Việt Nam rằng đây là một Alamo thứ hai trong chiến tranh, ý muốn nhắc đến trận đánh bi hùng tại Alamo, Texas vào năm 1836 khi hơn 100 binh sĩ trú phòng của Cộng hòa Texas lúc chưa gia nhập Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bị các lực lượng Mexico bao vây và tiêu diệt, nhưng quân trú phòng đã tử thủ và chiến đấu cho tới viên đạn cuối cùng, không một ai đầu hàng quân địch.
Sau đây là lời kể của Trường Sơn Lê Xuân Nhị vào lúc các chiếc F-4 đang dội bão lửa xuống đầu giặc, sát hàng rào phòng thủ của đồn Đắc Sen, theo lời hướng dẫn mục tiêu của các phi công không quân Việt Nam. Đang đánh bom ngon lành thì tôi nghe tiếng gọi từ dưới đất. Bạch Ân, phi cơ quan sát. Đây, Thạnh Trị, trưởng đồn. Giọng nói lúc này không có vẻ hốt hoảng mà bình tĩnh lạ thường. Anh Ngọc, phi công Bạch Ân bấm máy. Nghe bạn Năm, cho biết tình hình đi bạn. Tôi yêu cầu Bạch Ân cho đánh ngay vào trong đồn. Cả hai chúng tôi giật mình, chỉ hy vọng là mình nghe lộn. Chúng tôi sững sờ không trả lời được. Người chỉ huy dưới đất xác nhận lại. Bạch Ân, tôi xác nhận lại, tôi xin bạn đánh xuống đầu tôi. Bạn nói bạn xin đánh thẳng vào đồn. Đúng Năm, hết hy vọng rồi bạn ơi, cứ đánh vào đây để tụi nó chết chùm luôn với chúng tôi. Bạn suy nghĩ kỹ chưa? Giọng nói dưới đất lúc này nghe có vẻ hết kiên nhẫn. Không còn lựa chọn nào khác bạn ơi. Bạn đánh lẹ giùm, chúc bạn may mắn. Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi mà bạn, đó là những tiếng nói cuối cùng mà tôi nghe được từ đồn Đắc Sen. Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi, anh Ngọc hốt hoảng gọi máy về xin chỉ thị quân đoàn. Quân đoàn trả lời phải xác nhận với đồn Đắc Sen một lần nữa rồi cho biết kết quả. Người phi công hải quân Mỹ vừa kéo con tàu lên sau một loạt tấn công cũng bối rối không kém. Roger, anh nói thật không? Dội bom ngay vào đồn. Vâng, đúng vậy, địch đã tràn ngập rồi, cứ dội ngay trên đầu chúng. Roger, tôi hiểu rồi. Chỉ có vậy thôi, đồn Đắc Sen biến thành một biển lửa sau hai đợt bom salvo của mấy chiếc Phantom. Bay cách đó chừng 5 cây số với cao độ chừng 5.000 bộ mà con tàu tôi như rung lên dưới tiếng nổ và sức ép khủng khiếp của mấy chục trái bom 500 cân Anh nổ một lần. Làm sao còn ai sống sót sau cơn tàn phá khủng khiếp này? Dưới trời chiều nắng tắt, trong hợp đoàn Phantom như hai con chim hải âu ủ rũ lượn từng vòng quanh xác chết của đồng loại. Sau khi nhận kết quả oanh kích của anh Ngọc, giọng nói xúc động của phi tuần trưởng Phantom vang lên. Bạn à, tôi đã thấy rực lửa tàn phá hôm nay và các chiến binh chúng ta đã anh dũng chiến đấu và hy sinh oanh liệt. Giọng anh Ngọc run run nghẹn ngào. Vâng, họ đã hy sinh oanh liệt. Đây cũng chính là một trận chiến Alamo, một người chống 10 người đúng nghĩa. Vang Phan. Nguồn Người Việt. Trận Đắc Tết với tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng, tác giả Vũ Đình Hiếu. Căn cứ Đắc Pét là một tiền đồn biên phòng nằm gần biên giới Lào Việt, giáp với quận Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi và cách thị trấn Kon Tum 80 cây số về hướng tây bắc. Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ xây căn cứ này vào tháng 4 năm 1962 nhằm mục đích ngăn chặn phá hoại đường xâm nhập từ bắc vào nam của cộng sản Bắc Việt. Đến ngày 30 tháng 11 năm 1970, Hoa Kỳ chuyển giao căn cứ này lại cho Việt Nam Cộng Hòa và được tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng trấn giữ. Sau khi nhận căn cứ, tiểu đoàn 88 được giao phó thêm nhiệm vụ huấn luyện cho các tân sĩ quan về kỹ thuật trinh sát, viễn thám trước khi bổ sung cho các đơn vị biệt động quân trên 4 quân khu và Campuchia. Trong trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, các đơn vị Bắc Việt tấn công căn cứ Đắc Pét nhưng thất bại, một phần vì các binh sĩ biệt động quân chống trả dữ dội, một phần vì vị trí chiến lược của trại có nhiều đồi núi, phân tán nên tránh được hỏa lực pháo binh của đối phương. Thất bại trong việc đánh chiếm Đắc Pét, phía Bắc Việt cho quân đi vòng xuống phía Nam, đánh chiếm Tân Cảnh và bao vây thành phố Kon Tum. Trong năm 1973, chỉ có những cuộc chạm súng nhỏ không đáng kể. Các đơn vị cộng sản không chiếm được Đắc Pét, mặc dầu các tiền đồn khác như Ben Het, Đắc Sen và quận Ba Tơ đã lần lượt rơi vào tay họ. Cuối năm 1973, tiểu đoàn 88 biệt động quân kết hợp với tiểu đoàn 95 từng đóng tại Ben Het, tiểu đoàn 62 từng đóng tại Poleclan
để trở thành Liên đoàn 22 biệt động quân, liên đoàn với hai tiểu đoàn lưu động thường xuyên hành quân trên vùng cao nguyên Kon Tum, Pleiku, Phú Yên, còn tiểu đoàn 88 vẫn đóng quân giữ căn cứ Đắc Pét. Lúc này căn cứ Đắc Pét đã bị cô lập hoàn toàn, mọi việc liên lạc với bên ngoài, tải thương, tiếp tế đều bằng trực thăng. Ngoài ra tiểu đoàn không còn được sự yểm trợ của pháo binh bạn vì nằm quá xa, quá sâu trong vùng địch chiếm đóng. Vào cuối tháng 3 năm 1974, trong khi hai tiểu đoàn 62 và 95 quần thảo với đơn vị Bắc Việt thuộc sư đoàn 320 và trung đoàn 95B trong vùng Kon Sơn Lu, đông bắc Kon Tum, thì nhận được công điện khẩn của tiểu đoàn 88 gửi về. Thiếu tá Di, tiểu đoàn trưởng và sĩ quan tham mưu báo cáo cho biết các toán viễn thám của tiểu đoàn phát hiện sự gia tăng hoạt động của địch. Nào là xe vận tải Molotov, công binh, dân công làm đường. Địch quân đang chuẩn bị tấn công căn cứ chúng tôi. Stop. Yêu cầu bộ chỉ huy khẩn cấp gửi lương thực, đạn dược, mình Claymore, súng phóng hỏa tiễn M72, thuốc men, stop. Đó là những lời cầu cứu của các quân nhân thuộc tiểu đoàn 88 biệt động quân. Các công điện gửi về liên tục tại trung tâm hành quân liên đoàn. Mọi người đều lo lắng cho số phận của căn cứ Đắc Pét, yêu cầu bộ chỉ huy biệt động quân tại quân khu 2 yểm trợ cho tiểu đoàn 88. Trong khi đó, liên đoàn 22 nhận lệnh di chuyển đến vùng hành quân mới tại Pleiklanba thuộc tỉnh Pleiku. Trong một cuộc chạm trán gần căn cứ vào ngày 27 tháng 4 năm 1974, các binh sĩ biệt động quân tịch thu một tài liệu cho biết Bắc Việt đang chuẩn bị cho một trận đánh dứt điểm tại căn cứ Đắc Pét. Đầu tháng 5, toán viễn thám biệt động quân khám phá một hầm chứa 60 viên đạn pháo binh 105 ly tịch thu được của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến trận mùa hè đỏ lửa. Tuy nhiên, một điều mà biệt động quân không biết là trung đoàn 29 thuộc sư đoàn 324B Cộng sản Bắc Việt đã được di chuyển bằng xe vận tải Molotov từ thung lũng A Sau, tỉnh Thừa Thiên Huế về vùng Tam Biên. Việc sử dụng trung đoàn 29 chứng tỏ khả năng di động của Bắc Việt đã được phát triển cùng với hệ thống đường xá và phòng không. Trách nhiệm dứt điểm căn cứ Đắc Pét được cho trung đoàn 29. Trung đoàn này đã bí mật di chuyển 75 dặm và đặt dưới quyền điều động của mặt trận B3. Vị sĩ quan tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 88 biệt động quân có giữ một bức mật thư chỉ mở ra khi trường hợp căn cứ Đắc Pét bị tràn ngập. Ông ta sẽ hướng dẫn các binh sĩ sống sót băng rừng vượt núi chạy về Manbut, một tiền đồn cách Đắc Pét vào khoảng 60 cây số về hướng đông nam, nhưng có lẽ thiếu tá Di không có dịp mở bức mật thư đó ra để thi hành. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 năm 1974, các trung đội biệt động quân có nhiệm vụ lục soát bên ngoài căn cứ đã bắt đầu chạm súng lẻ tẻ với các đơn vị tiền phương của địch. Hai ngày sau, quân Bắc Việt khởi đầu trận pháo kích lên vị trí phòng thủ của tiểu đoàn 88 bằng đủ loại súng hỏa tiễn và súng cối. Sau đó, trung đoàn 29 bắt đầu tấn công các tiền đồn nhỏ bên ngoài. Ở trong căn cứ, các binh sĩ biệt động quân chống trả mãnh liệt, đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch. Trận đánh kéo dài 4 ngày, thiếu hỏa lực yểm trợ của pháo binh bạn, tuyến phòng thủ của tiểu đoàn 88 thu nhỏ dần. Tuy nhiên, các binh sĩ vẫn không buông súng. Đến sáng ngày 16, sau khi tập trung đạn pháo binh bắn vào các vị trí còn lại của biệt động quân, các cánh quân thuộc trung đoàn 29 Cộng sản Bắc Việt có chiến xa T-54 yểm trợ đã siết chặt vòng vây tiến vào căn cứ. Tất cả lô cốt công sự phòng thủ trong căn cứ Đắc Pét đều bị sập dưới trận mưa pháo của địch. Lúc đó, thiếu tá Di vẫn còn liên với các phi cơ yểm trợ. Trong trận này, không quân đã bay hơn 70 phi vụ yểm trợ cho tiểu đoàn 88 biệt động quân, nhưng vì thời tiết xấu và hỏa lực phòng không của Bắc Việt quá mạnh mẽ, nên các phi vụ oanh kích đã kém hiệu quả. Đến trưa, tiếng nói của thiếu tá Di trên máy vô tuyến PEC-25 đã im lặng dưới hỏa lực của địch. Quân Cộng sản Bắc Việt đã bắn vào căn cứ hơn 7.000 đạn pháo binh và hỏa tiễn trong vòng 12 tiếng đồng hồ
trước khi tiểu đoàn 88 biệt động quân và căn cứ Đắc Pét thất thủ. Sau trận đánh căn cứ Đắc Pét tháng 5 năm 1974, báo cáo tổn thất về tiểu đoàn 88 biệt động quân là 100%. Tiểu đoàn này đã bị cô lập hơn một năm. Tất cả các vùng xung quanh như Tân Cảnh, Đắc Tô đã mất vào tay quân Bắc Việt. Tuy đã có kế hoạch cho tiểu đoàn 88 rút về tiền đồn Măng Bút, nhưng Măng Bút lại cách Đắc Pét đến 60 km, thì đâu thể nào các quân nhân tiểu đoàn 88 có thể tìm đường đến đó khi căn cứ Đắc Pét thất thủ. Vũ Đình Hiếu.